Vâng, Yên Bonsai xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay Yên Bonsai cùng anh Tuấn Thầy Chùa với anh Thủy và anh Thư có lên trên Sơn Tây, trên anh Đoài Sơn Tây. Đấy, vườn ngoài này, lên đây thì giới thiệu anh em qua một số cái cây hoa nhé. Ở vườn này chủ yếu là anh ấy có rất nhiều cây mộc anh em ạ, rất nhiều mộc to. Và dưới kia lúc đấy có một số cây hàng hoa quả như cây ổi, cây mít anh em nhé. Đấy, vâng các bác nhé. Thì đầu tiên cuốn video là Yên Bonsai giới thiệu cho anh em là một cái tác phẩm ổi. Thì ở trong đây thì đa số anh ấy là hàng hoa hoặc quả nhiều. Đấy, giống mình rất thích hàng hoa quả. Đây à, có cái phôi mộc bonsai này. Đấy nhá, giới thiệu cho anh em là một cái phôi ổi. À xin lỗi anh em, một cái tác phẩm ổi. Đấy, thả nước rồi. Đây một cây ổi thả nước rồi. Và cái kỳ đá rất là đẹp. Đấy, cái bẹ của nó đây anh em ạ, vành này. Vành này chắc khoảng tầm 60 anh em này. Đấy. Không biết là cây này nó ra quả chưa. Một cái cây ổi thân pháp là tương đối hay. Cây này nó không làm theo cái quy củ nào cả anh em nhé, làm theo kiểu gần như là tán rối luôn. Đấy. Bên đây tiếp theo là một cái cây mít đây. Cây mít này thì nó to nhất trong cái hàng thế bonsai này, cây mít này nó to nhất đây. À, bên đây cái kia có một cây mít kỳ đá anh em ạ. Tí xong ngoài kia sẽ có một số cây mít rất là nghệ thuật. Đấy. Bộ ba cây này và cây ổi và hai cây mít này. Ở đây là một cây mộc bonsai anh em nhé. Cây mộc làm kiểu tán lùn. Đấy. Cái hương mộc của nó rất là thơm các bác nhé, à, thơm dịu luôn. Và đặc biệt là cái hương mộc của nó hay thơm về ban đêm. Nhà bác thì rất nhiều cái mộc to các bác nhé, đấy, rất nhiều mộc khủng. Anh em có thể là thích mộc thì có thể liên hệ mình, sẽ gửi cho anh em cái địa chỉ nhé, cái số điện thoại. Ở đây nhà vườn không số điện thoại riêng. Đầu đây là một số cây mộc rất là to các bác nhé. Đấy. Cây này bác ấy bạn cái tán trông như là cái ô ấy. Đây các bác nhé. Nước nhà anh để chỗ nào nhỉ? Đây anh lấy nước uống nước lọc nhá. Đây. Vành của to thoát thân. Toàn mộc to này các bác nhé. Đấy. Bên đây có cái cây mộc bonsai này. Đấy. Cây cao chắc chỉ 1 mét thôi. Cây này, cây mộc này trước là dưới khu mình bán lên anh em này. Cây trước ở Đại Bái, Gia Bình, Bắc Linh anh em nhé. Đấy. Đấy anh em, cây này trước bán lên đây này. Đấy. Nhìn cây phải biết ngay đấy. Về đây đến trước vòng bán lên Vĩnh Phúc rồi sau lại bán vòng về đây. Đấy, bên đây có một số gốc mộc rất là khủng nữa anh em này. Đấy. Con này vanh phải tầm năm mấy 60. Đại bác. To anh em. Đấy. Đấy. Rất khủng các bạn. Ở dưới kia, ở đây có một số cái cây mít trông rất là độc đáo, hàng hoa quả nhé. Các bác thì đam mê hoa quả nhiều thôi.
Máy sau chơi những dòng hoa quả mít này, máy sau treo quả. À, cái này có nhiều quả đây. Cây dưới kia có một cái mít đẹp lắm nhưng mà anh mà chưa thấy quả, cái này sai quả lắm này. Đấy. Đây quả đây các bác này. Một cái cây mít rất nghệ thuật. Này có cái đường quái chạy rất hay này. Đấy, cây này sau mà nó ra quả to này, nó treo trống thì trông hay lắm này. Đấy. Đấy, toàn mọc rất là khủng các bác nhé. Đây. Đây anh em. Tinh mọc to này. Đấy, bên này cũng một cái cây mít thế rất là đẹp. Những cái dòng mít này thì anh em nói chung anh em hỏi thì chắc là giá cũng hợp lý. Cái này bây giờ những cái dòng hoa quả bonsai là anh em chơi và săn rất là mạnh nhé các bác nhé. Cây này có đường lắc thân rất là đẹp, tán của nó rất là đẹp. Cây này đang có cái lụ quả rồi. À kia quả kia, cây này có quả các bác nhé. Bên này một cái cây mọc này anh em này. Đấy. Đấy. Anh em đam mê mọc thì vào đây là chắc chắn là anh em sẽ săn được một cây mọc nào đấy. Đấy, vành gốc của nó đây. Đấy. Đấy, tiếp theo đây là một cái phô si anh em nhé. Đấy. Phô si cốt khá là hay này anh em này. Cốt này anh em chăn nuôi cũng được này. Cái này ít đục đẽo anh em nhé, nó liền nạc. Đây, nó đang tốt thì quay cho anh em xem cái mặt ngoài thôi. Đây, định hình tay giật hết rồi anh em ạ. Cốt khá liền nạc, con này chắc bẹ nó hơi kém. Thân của nó cũng sụn phết đấy các bạn. Đây. Đấy, bên này các bác ấy có một cái cây mẫu đơn thế anh em nhé. Bác ấy đặc biệt là đam mê dòng hoa thôi, chỉ mọc mấy đơn mấy nhiều cây hàng ăn quả nữa. Đấy. Tiếp theo trên đây mình xem còn cây gì đặc sắc để giới thiệu anh em một chút. Đây bên trong đây là có một số cây như cây đây cây nhãn này các bạn này. Đấy, lâu lắm mới thấy một cái cây nhãn bonsai này trông rất là quái. Tầm này và nhãn này có cấy một treo quả thì đẹp phết đấy các bạn. Cây nhãn bonsai à, khá khủng quầm. Đây bên đây lại còn một cây nhãn nữa này. Đấy. Thân rất quái anh em nhé. Dòng lấy nữa mà lên nó treo quả khá là hay này. Nhãn nó sai. Bây giờ tôi thấy là anh em săn nhiều cốt to lắm nhưng mà làm lâu những cái dòng này chơi dễ này. Đấy. Cho anh em sưu tầm hàng hoa quả. Đấy, tiếp theo bên đây là tôi thấy có một cây chay. Một cây chay dáng bàn trà lại để tay rơi này. Đây đúng cây chay rồi. Đằng này nó hơi sấp bóng. Đấy. Tiếp theo đây là có một cây sứ anh em nhé. Một cái sứ rất là to. Góc này bên phía trong này yên bonsai thì có một cái gốc hình dành. Một gốc hình dành cực già luôn anh em. À, nó sụn sầm liền tịt hết này.
Chỗ này để theo kiểu dáng tự nhiên anh em ạ. Đấy, lên làm tán không cần cầu kỳ nhiều, làm bóng chơi thôi. Chắc nhiều anh em đam mê dành dành là thích cây này đúng không? Đây anh em nhé, đây là một cái tác phẩm phi lao này anh em này. Tác phẩm phi lao này chắc là bác ấy có cho đi triển lãm rồi. Đây thì tôi thấy có cái biển vẫn còn đây này. À, một cái tác phẩm phi lao rất là già các bác nhé. Một tác phẩm phi lao cũng rất là nghệ thuật, rất là già anh em nhé. À, bên đây một cái tác phẩm ngâu anh em, ngâu hồng xiêm này. Trông khá độc anh em nhỉ. À, cây này nó có cái độc đáo là nó có cái nu giữa thân anh em nhé. Đấy, tiếp theo bên đây là một cái tác phẩm hồng xiêm. Một tác phẩm hồng xiêm thế song siêu. Đấy, hai thân cuốn vào nhau. Hồng xiêm hôm nọ ở triển lãm có một cây rất to rất đẹp anh em nhé. Này, đây là cây hàng tầm trung trung. Đấy, cho anh em nó khuôn viên nhỏ chơi cho tiện. Đấy, thì cuối video này mình quay cho anh em xem một cái cây mộc. Các này anh làm tán rất là hay này. Một cây mộc thoát thân rất là cao. Cây này thoát thân chắc nó phải tầm 1m 6m7 anh em ạ. Cành to. Thoát thân cao quá. Đấy, anh em thích dòng thoát thân có dòng thoát thân nhé. À, đây, có một con mộc rất là khủng. Hai thân nhưng hai thân đóng thẳng lên thoát chưa chắc khoảng tầm một cái khoảng tầm 60 nhỉ. Một cái 60 cái 50. Năm vừa rồi ở ngoài Sơn Tây mộc sốt. Đắt. À, tiếp theo là một cái tác phẩm vu sữa anh em nhé. À, một cây vu sữa trông rất nghệ thuật. Cái bẹ của nó chạy bò lên này. Đấy. Cây này không biết là ngày xưa là bác ấy uốn gãy hay là bác ấy cố tình tạo như này nhỉ? Nhìn trông thân pháp rất lòng ngoằng mà trông rất là coi là nó có cái điểm nhấn. Mình nghĩ ngày xưa chắc là bẻ gãy chứ uốn kia khó uốn lắm. Đấy. Vừa rồi là một số cái cây hoa quả vườn nhà anh Đoài anh em nhé. Đấy. Nên đây quay ngắm cho anh em xem một chút, thì tí nữa vào trong nhà thì quay cho anh em xem một số cái hàng xanh si, hàng 1-2 người bê thôi nhé anh em nhé. Đấy, thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nhé.